Xin chào các bạn, mình đến từ Smart Home Kit đây và hôm nay mình xin được hướng dẫn các bạn cách cài đặt động cơ rè cuốn Tuya ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt động cơ rè cuốn qua điện thoại ha. Và mình sẽ dùng que chọc sim này chọc vào chỗ ngay của preset này trong vòng 6 giây cho động cơ phát 3 tiếng beat ha, thì mình sẽ bung ra. Ok, và động cơ đã phát 3 tiếng beat ha. Bây giờ mình sẽ mở app và tiến hành cài đặt nha. Và rèn đã hiển thị ha, thì bây giờ bắt đầu cài đặt nha. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ cài đặt remote với động cơ rè cuốn nha. Mình sẽ bước 1 là mình sẽ rút nguồn ra nè và cắm nguồn lại một lần nữa. Và mặt phía mặt sau của remote này sẽ có nút B2 á, mình sẽ nhấn một lần. Động cơ sẽ phát ra một tiếng beat. Mình nhấn một lần hai. Động cơ sẽ phát ra một tiếng beat nữa ha. Và mình sẽ nhấn nút lên và động cơ sẽ phát ra 6 tiếng beat này. Đã hoàn thành xong quá trình kết nối giữa động cơ và remote ha. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ cài đặt hành trình cho rèn nha. Và mình sẽ tiếp tục nhấn nút B2 lại một lần nữa nè. Ok, thành công. Và bây giờ mình sẽ nhấn nút lên một lần. Và mình sẽ nhấn nút B2 một lần nữa. Phát ra 3 tiếng beat. Chuyển sang chế độ cài đặt hành trình thành công. Và bây giờ mình sẽ cài đặt hành trình cho rèn ha. Và đây hiện tại đây là một vị trí mình cho là mở rèn bây giờ ha. Thì mình nhấn nút lên này và dừng lại nè. Đây là vị trí mình mong muốn cho rèn nó dừng ha. Thì thèm tiếp theo thì mình bấm giữ nút dừng trong vòng 3 giây cho đăng cực phát ra 3 tiếng beat ha. Ok, đã phát ra 3 tiếng beat rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ mở rèn ha. Đây là vị trí mình mong muốn rèn dừng lại và mình sẽ nhấn giữ nút dừng trong vòng 3 giây để đồng ha. Và động cơ đã lưu lại hành trình ha. Thì bây giờ mình chỉ việc bấm một lần thì động cơ sẽ tới vị trí mình mong muốn như lúc nãy nè. Ok, và bây giờ mình sẽ mở rèm lại cho vị trí như cũ nha. Và quá trình cài đặt rèm với động cơ đã hoàn thành xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.